vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Clip này thì mình sẽ làm về mơ gái này gá. Thì có một bạn gái, nói chung thì mình thấy là anh đại diện cũng rất chỉ là xinh luôn. Con trai mà thấy gái xinh thì tất nhiên đó là yêu mến rồi. Ok, nói đùa vậy thôi. Chứ có một bạn đó là nhắn tin Zalo cho mình, bảo là anh ơi anh, tại sao mà lúc đó là tròn tướng ấy, biệt tém bên kia đó là tròn con gì. Mình mới hỏi lại, đó là ô, vậy em ránh gì rồi em? Bà này bảo, dạ, em mới lên Bách Ký mà. Mình mới đáp lại, ừ, em cố gắng đánh lên ranh kim cương, hoặc là có ai ranh kim cương thì em vào thì em sẽ thấy đó tém bên đích đó là tròn những tướng nào nha em. Ok, thì mình hỏi bạn ấy là thường xuyên chơi con gì? Bạn ấy bảo đó là em chỉ chơi mơ gắn gà thôi. Mình mới bảo chat lại đó là sao em xinh đẹp thế mà chơi con quỷ này, con mơ gắn gà này, gọi là rất độc này, độc ác này. Thì bạn ấy chả nói gì nữa anh em ạ. Ok, thì bạn ấy bảo anh còn làm mơ gắn gà thì cho em đó là bảng ngọc với trang bị và phù hiệu cái. Chứ em... Rồi em bà ấy nên đặt chụp cho mình là cái bảng ngọc của bà ấy. Quầy. Cái bảng ngọc ngọc thì phải gọi là xíu bá đạo luôn anh em ạ. Gọi là cho mình xem cái bảng ngọc mơ gắn gá mà có khoảng đó là 15 đến 16 loài anh em ạ. Thì mình mới hỏi đó là, ôi ai bay cho em gắn ngọc thế này? Nói chả ai bay cả anh ạ. Em thấy cái nào cao cao thì em cứ cho vào thôi, chứ em chả biết cái nào cả. Mình mới cười. Ừ ok, vậy thì để anh hướng dẫn cho em, cũng như là tối thì anh làm clip về mơ gắn gà luôn. Ok, thì nói chung nhiều bạn vẫn chưa biết được là cách lên ngọc ấy, đặc biệt là những bạn mới chơi hoặc là những bạn ít tìm hiểu. Hơn nữa thì trang bị thì các bạn cũng lên theo đó là theo thiên hướng mặc định luôn. Nên là nhiều khi các bạn chơi cũng chưa phải là hiệu quả tối đa anh em ạ, đặc biệt là bảng ngọc đầu game cực kỳ là quan trọng ấy. Thì ở clip này, ôi mất rong rồi. 3 điểm này, 4 điểm này rất độc này. Chắc chắn thì ván này lên bảng điểm số này siêu việt dành cho mình này. Ôi nhưng mà ván này mình cũng lên bảng điểm số rồi. Ôi ván đó mất con rong gọi là đình mày anh em ạ. Ván đó mà tém mình ăn được rong là ngon rồi. Ôi tém bàn cười nhẹ một xíu kia. Ok không sao cả. Dù sao thì ôi mình tưởng là tém mình có lời thế. 2G là 48 rồi anh em ạ. Thôi không sao cả, dù sao thì cũng chưa mất trụ, chưa là gì cả anh em ạ. Trận đấu này thì tém mình đó là giai đoạn đầu game, cầm tròn cũng như là có tránh chấp anh em ạ. Khi mất triều vấn với Zephyr thì thi nhau đó là đi rừng, ấy rừng đường bên ló. Nhưng mà cải kết thì vào trận thì vẫn nhường nhau anh em ạ. Triều vấn đi lên thì chắc chắn là sẽ yếu rồi. Thực tế thì triều vấn đi rừng sẽ ổn hơn. Pha này thì mình thấy đó sái của rừng tém địch rồi anh em ạ. Ok pha này. Ôi nó vô vào mình kia nhưng không sao cả. Pha này thì có Grak tém mình bảo kế. Nắm điểm rồi này, giật độc chắc chắn thì lên bảng điểm số rồi. Chơi luôn nha, chơi luôn này. Một xíu máu mình vẫn có thể chơi bởi khả năng hồi phục đến từ Morgana. Và cải kịp thì phải tốc biến. Ôi nắm điểm rồi kia, pha đầu Grak kéo trúng nó chắc có lẽ ăn được màng ấy. Tiếc nha. Uầy, ok, sorry rừng nha. Pha đỏ thì gió là độc mà gắn gà nha anh em. Ok thôi, pha này thì lại bắt được là giả thủ của tém đích này. Chạy đấu, uầy, thôi xong rồi. Chiêu cuối không đủ tầm anh em ạ, rất đáng tiếc. Ok, pha này mình khá là thấp máu nên lùi lại một xíu nha anh em. Uầy, uầy, Sinetria kia. Này thì Sinetria này. Xin chia buồn với bạn Sinetria. Thì ở trận đấu này tém bạn có khả năng hồi phục cực kỳ là nhiều. Đến từ Sinetria kèm theo đó đến từ đó là thú nữa. Mình sẽ lên cho nó cái sạch đầu tiên nha. Sau đó thì mình sẽ lên cho nó đó là cái trường bắn để gia tăng cái khả năng khống chế. Thì quay trở lại đó là vấn đề bảng ngọc.
phù hiệu cũng như đó là trang bị cho Mergan Gà thì lên như thế nào cho hợp lý thì mình sẽ phân tích đó là từng cái một. Thực tế thì Mergan Gà dễ chơi anh em ạ, nói chung ai cũng chơi được cái. Đòi hỏi kỹ năng thì cũng không phải là có gì đó to tát cả. Nên là anh em nói chung chơi Mergan Gà leo rank thì cũng rất là hiệu quả, lên rank quá cao thì vẫn khó ấy. Tầm cao thủ khoảng 3-4 sao trở lên thì khá là khó ấy. Còn tầm cao thủ đổ xuống hoặc là vài 3 sao thì anh em chơi Mergan Gà rất chất tốt anh em nhé. Bởi vì một chất tướng dễ chơi, khỏe cũng như là hỗ trợ cho đồng đội nữa. Mergan Gà mà trong combat tổng thì hỗ trợ khả năng hồi phục cho đồng đội cực kỳ là lớn luôn. Thì mình sẽ phân tích đó là về phù hiệu đầu tiên. Thì về phù hiệu thì ở trận đấu này mình sẽ lên phù hiệu cho nó, đó là gia tăng cái khả năng sức mạnh đầu game anh em ạ. Quẩy pha đó thì viết ra là tốc biến luôn. Ok, pha này chơi nhá, 3 điểm này, 4 điểm này, 5 điểm này, rồi giật độc này, lên bảng điểm số này. Ấy, anh em thấy chưa, rừng tém địch dính 5 điểm và cái kết đó là chạy vào 6 trụ rồi nhá, nhưng mà vẫn bị độc của mình, đó là giật luôn anh em ạ. Mergan Gà điểm mạnh của nó là vậy ấy, khả năng giật độc. Thì hiện tại đó là 12 mạng mà mình ăn 7 mạng của tém rồi. Ôi, giờ rắc làm gì đây? Mất cái tốc biến luôn rồi. Rồi Sinetria, ôi, dương tém địch lao vào mình rồi. Ok, pha này giật độc này. Ôi, ăn được Sinetria của tém địch, nhưng mà pha này thì đóng quá anh em ạ. Mình vài HP gọi là cô đơn của ai. SP tém mình thì có chuyển sinh và bật ra ngay luôn rồi, còn mình thì phải chờ đó là 14 giây nữa. Thì về phù hiệu thì mình sẽ lên như thế nào? Phù hiệu thì mình sẽ lên cho nó, đó là phù hiệu má chủ nha anh em. Mình lên má chủ ấy, anh em thấy giai đoạn đầu game ấy, level 1, level 2 ấy, mình bắn thì phải gọi là siêu thẩm và siêu thốn luôn, nổ đào luôn anh em ạ. Nếu là với phù hiệu má chủ thì anh em cứ áp đặt, đó là thế trận đầu game cực kỳ là tốt luôn. Mergan Gà thì nói chung đầu game cực kỳ là mạnh và cuối game thì khả năng hỗ trợ hồi phục cực kỳ là tốt. Chỉ cần có gian chắn ok xíu ấy là Mergan Gà xả đám cực kỳ là thoải mái luôn. Về ngọc dành cho Mergan Gà nhé, ngọc Mergan Gà thì anh em lên cho mình như sau, cũng như đó là trình bày cho con em đó luôn. Ok, thì ngọc Mergan Gà thì anh em sắm cho mình đó là ngọc đỏ không phép và xin giảm phép nhé. Ngọc tím thì 5 viên tốc đánh tốc chạy và 5 viên đó là cống phép và hụt máu phép. Còn ngọc xanh đó là tốc đánh và xin giảm phép. Mergan Gà thì rất cần đó là ngọc tốc đánh, nên là anh em lên cho mình tốc đánh xin giảm phép để có thể đó là gia tăng đó là khả năng tích nội tài tốt nhất. Khi mà 5 điểm ấy, Mergan Gà rất chiêu cuối phát thì có thể sốc đám luôn nhanh nhóc, dàng sốc đám như sát thủ luôn ấy. Ok, pha này thì làm gì đây. Mình chơi HP tay mình lên rồi, ui, kéo chuẩn này. Rồi, lên bảng điểm số này. Pha này chơi luôn này, Sinetria này, mình bắt đầu tộc hành để né, ui, nó vẫn đổi máu được. Nhưng mà xin chia buồn với bạn, đó là đổi máu với ai chứ đổi máu với mình, đó là một sai lầm. Và cái kết bất cái tốc hành chạy, đối lực tức anh em ạ, gặp Mergan Gà tức nhất là vậy ấy. Chạy cứ nghĩ là thoát rồi, ai dè là dính độc và lên bảng điểm số. Lần này là lần thứ 3 rồi đấy. Ok, pha này thì mình đó là búp máu dành cho đó là Grak nhá. Đấy, búp vài lần là Grak đầy cây máu ấy. Này thì gơ béo này. Anh em thấy chưa, Grak máu hôi kìa, quả là kinh luôn, 5 điểm máu hôi cực kỳ là kinh gì luôn ấy. Đây rồi anh em ạ. Lỡ đây rồi. Bên mình có Grak thích cực anh em ạ, cứ kéo ra là mình có màng, kéo ra là cứ có màng. Rồi pha này chơi được, ôi, thằng này toàn bắt mình anh em ạ. Karinak, nhưng mà xin chia buồn với bạn Karinak. Siêu việt dành cho mình, double kill dành cho mình rồi. Trận này thì Triều Vân giai đoạn đầu game hơi phế xíu anh em ạ. Nhưng mà giai đoạn này thì Triều Vân bắt đầu chơi được rồi, đầu game thì fit 0304 nè. Ôi, nhưng pha này hủ bào thế. Lấy cây trù thì tuyệt vời hơn rồi. Ôi, pha này chơi, làm gì đấy, ôi, nó đổi máu được kìa. Nhưng Vinh Minh vẫn ăn được anh em. Ôi, tôi xong rồi, pha này hết chiêu cuối rồi. Toáng. Ok, không sao cả anh em ạ. Dù sao thì cũng lấy được một đường lính siêu cấp rồi. Pha đó có chiêu cuối và thì ngon đấy. Về trang bị thì sẽ lên như thế nào?
Thì đầu tiên đó là nhà có điều kiện đấy là mình sẽ sắm cho mơ gắn gà đó là đôi giày anh em ạ. Đôi giày để giúp gia tăng cái khả năng di chuyển, giúp mơ gắn gà đi gánh tốt hơn. Tiếp đến sẽ lên cho nó cái sạch truy hôn để giảm cái khả năng hồi phục biến từ tém địch. Sau đó thì mình sẽ lên cho nó đó là cái trường băng để gia tăng cái khả năng khống chế. Tiếp đến mình sẽ lên cho nó cái mặt nạ. Với cái mặt nạ này thì giúp mơ gắn gà có khả năng thứ nhất chống chịu, thứ hai đánh theo phần trăm máu. Gặp những vị tướng giang như á thù thì đánh cực kỳ là thích luôn. Tiếp đến thì mình sẽ lên cho nó đó là món đồ xuyên giáp anh em ạ. Đó là cái trường hồn máng. Và cuối cùng thì mình sẽ lên cho nó đó là cái quả cầu băng xương nhá. Để lờ đó là Krynak tém địch có đạp xuống mình thì mình bật cầu băng xương và cái kế theo có lấy được đó là Krynak tém địch. Ok, pha đó thì ăn được á thú rồi, 14 điểm hạ gục anh em ạ. Nói chung thì cũng rất chỉ là dễ dàng luôn. Trận đấu này thì nói chung đầu game thì có vẻ là hơi khó một xíu. Còn giai đoạn này thì tém mình cũng rất chỉ là khỏe rồi. Theo nát thì giai đoạn đầu game hơi yếu thôi, mình thì cũng đã làm theo nát đấy. Mình đã phân tích rồi, đó là giai đoạn đầu game hơi yếu. Còn giai đoạn về lệ thì theo nát vẫn là một xạ thủ có sức bắn cực kỳ là tốt. Uầy, kèo tốt này. Tuyệt vời luôn anh em ạ, lên bảng điểm số này 15 em này, rồi pha này bắt luôn á thú này. Một pha gọi là hút cực kỳ là tốt đến từ đó là anh chàng cơ rạc luôn. Và cả kế thì trận đấu này sẽ kết thúc ở đây rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Nếu thấy hay thì đừng quên để like cho mình, là một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn anh em, bye bye.